Vâng, lời đầu tiên thì chương trình xin được gửi lời chào đến nhóm MTV. Chào Lê Minh. Hello, xin chào mọi người. Thiên Phương. Xin chào chị Tám. Còn anh Tuấn ở đâu rồi nè? Hello Tám, đây nè Tám ơi. Lần đầu tiên chúng ta trò chuyện kiểu như vậy thấy vui không? Quá là thú vị. Dễ bị tụt mút lắm nha. Vui. Tại sao trước giờ mình không nghĩ ra cách phỏng vấn vậy hả Tám à? Thôi, tôi muốn nhìn mặt người để tôi nói chuyện với mọi người, để tôi chặt chém nó dễ, chứ còn mà nói như vậy thấy dễ bị tụt mút lắm á. Bây giờ mà gặp nhau đối diện là mặc đồ bảo hộ nóng lắm, chịu nổi đâu. Nhưng mà chỉ có những ngày này mới có được những cái trải nghiệm độc đáo vậy, chứ bình thường làm gì muốn vậy có được, đúng không? Yeah, đúng rồi. Yeah. Tình hình của mọi người như thế nào? Lê Minh trước đi nè. Tình hình của Lê Minh thì mới đi mần về. Cứ quên, cứ nghĩ là mọi người hẹn nhau để video call cho mình vô mình tắm rửa, mình xịt vào bông, mình xịt khuẩn, rồi mình chà răng, mình chà miệng, mình make up, rồi làm tóc, toát loạn ra, cuối cùng audio. Cuối cùng là mình không có lấy hình ảnh gì hết. Ý là dạo này là Minh là một trong những trường hợp hiếm hoi đẹp trai, đúng không? Cho nên là muốn cho mọi người thấy trai cái gì? Sắc. Đi về là nhìn rũ rượi như là con khỉ đột. Cũng hên và tóc ngắn là đỡ. Nhưng mà anh Minh phải nói rõ là anh đi làm nên anh mừng cái gì mới được chứ. Anh đi làm tình nguyện viên. Ủa nhưng mà ai cắt tóc cho Minh? Chị Vân Thanh, chị Vân Thanh. Thực ra là trước đó là có một bạn cắt trước. Chắc là chị Chanh, chị thấy chưa đủ phê, chưa đủ cao sao cho mình lên tới nóc nhà luôn. Khách bằng Thiên Dương với anh Tư rồi hồi xưa đó. Anh đang rất là ghen tị vì không có ai cắt tóc cho mình cả. Tự xử Tám ơi, mùa này ở nhà là tự cắt xong á, chứ tông cơ vẫn phải tự mà đẩy đại luôn, xong rồi cái lấy cái kiến nữa đó, để vào cái kiến nhà tắm đó, rồi hai cái kiến mình coi để mình cắt ngoài sao thôi, tự làm hết. Anh Tư là kinh nghiệm luôn rồi đúng không, kinh nghiệm xương máu luôn là đó. Tuấn hôm nay là Tuấn làm vậy hả Tuấn? Đó, tự làm không á. Kinh nghiệm xương máu luôn đó. Tự xem thành quả mình thấy sao? Lúc đầu cạo trọc á thì nó còn dễ, còn bây giờ cạo để dành chùm nó hơi khó. Tại vì để dành chùm mà mình cạo không đều tay là nó mớp vô mớp ra, bên má bên không nó nhìn nó mắc cười lắm. Kim Thanh nghĩ là thính giả đang nghe chương trình cũng nghe cái tiếng âm thanh background á, ví dụ như có tiếng bé nhỏ nào thì không biết của bé nhà ai đây. Nhà em, nhà em. Ủa chứ không phải nhà Tuấn hả? Nhà của Vương hả? Mio phải không? Mio với Rio đang chơi á. Trời ơi, kiểu này là hậu trường đã bày biện trên sóng đài, mọi người nghe được những cái âm thanh như thế này luôn rồi. Vương ơi, reality show. Em mới chui vô trong phòng khác đây. Nhưng mà không biết là sống có ổn hay không thôi. Tuấn nè, mấy ngày này Tuấn làm sao? Mấy ngày này nói chung là như bao nhiêu người, cái việc mà mình không có được sinh hoạt như bình thường á là nó đã là một trở ngại. Bình thường một ngày mình sinh hoạt, mình đi ra ngoài đường, mình làm việc này nọ đủ thứ hết. Còn mùa này thì bao nhiêu tuần rồi thì tất cả mọi người đều phải ở trong nhà hết. Ngoại trừ Lê Minh thì đi làm tình nguyện viên, còn đi đây đi đó. Những người còn lại như là Tuấn thì mọi việc đều phải kỹ càng hơn hết. Trước đợt giãn cách nữa, bệnh lặt vặt. Thực ra là lúc bình thường thì cái đó là bệnh lặt vặt, giống như là cảm này nọ các thứ, rồi ho này nọ các thứ. Nhưng mà trong mùa dịch này á, tất cả những cái bệnh đó với lại những cái bệnh liên quan tới đường hô hấp á, thì nó rất là nguy hiểm, nó sẽ dễ dàng bị tấn công hơn. Cho nên là thời gian vừa qua Tuấn cũng rất là tránh cái việc mà để đi ra ngoài. Ngoài những lúc cần thiết nhất, cần phải đi thì đi, và sau đó về thì mình phải làm tất cả những việc như khử khuẩn này nọ, tất cả mọi thứ, sát khuẩn tay, rồi xịt cả người này nọ, rồi tắm rửa thay đồ. Cái đó tất nhiên là phải làm rồi, nhưng mà phải kỹ hơn nữa, bởi vì là trước lúc đó là sức khỏe là có bị cảm này nọ các thứ rồi. Còn với Vương nè? Em thì cũng vậy, em ở nhà coi như mấy tháng nay mà. Bây giờ hết nhuộm tóc, tóc bạc hết ha. Yeah, tóc em bây giờ là nó để cho thoải mái chị ơi. Tính ra là nhờ cái đợt dịch này Kim Thanh mới biết là tóc của Thiên Vương còn bạc hơn cả tóc của anh Tuấn với lại Lê Minh cơ. Hai nói gặp lại chưa bằng. Vương là gần bằng chú Tùng Du Ki rồi. Hình như hơn đó chứ. Hơn. Tại vì bây giờ tóc em á, là tóc bạc nó nhiều hơn tóc đen rồi. Thấy trắng nguyên đầu rồi sao? Dạ. Mà tuổi nhỏ mà kỳ vậy. Năm cấp 2 thì em đã bạc tóc rồi. Nhưng mà mấy lần trước á, thì em nhuộm. Xong rồi sau một thời gian mà nhuộm tóc á, nó bị nhức đầu á. Em mới cạo trọc mấy năm đó chứ. Rồi sau đó anh Tuấn anh cạo đầu thì em lại đẹp tóc lại thôi. ráng đợi anh đi, sắp tới phiên anh rồi. Bây giờ anh lên nhúm à. Anh cứ đưa cái đầu của anh cho chị Chanh cắt là đảm bảo là sẽ có một cái mái tóc.
giống như em Tuấn thôi. Ủa vậy là mọi người đang khen chị Phương Thanh cắt tóc đẹp hay là ngược lại vậy? Nãy giờ anh Minh là không có khen chị Chanh là cắt tóc đẹp, mà là khen chị Chanh cắt tóc cao hơn. Cắt tóc cao hơn các bạn. Có nghĩa là cái style thẩm mỹ của chị Chanh là càng ít tóc thì càng đẹp. Tức là bây giờ không có chị Phương Thanh ở đây cho nên là mọi người bắt đầu nói xấu chị Phương Thanh ha. Cái này thì Minh nói là đúng là nó phải tùy vô thực tế, bởi vì là giống như tình nguyện viên đi là để tóc dài là nó khó chịu cực kỳ, nhơ nhớp ghê lắm, tại vì mồ hôi đầy hết mà, cho nên là nó khó chịu lắm. Mình đang nói chuyện anh Minh, mình bớt ăn lại xíu anh. Kim Thanh cũng đang tính nói, tiếng nhai là thính giả nghe được, nghe nó chớp 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 chớp. Đói quá, về ăn bánh mì. Ủa mọi người nghe luôn à? Sao nghe? Sao nghe trời ơi. Nhai thì không có nghe tiếng đâu, nhưng mà cái kiểu mà vừa ngậm đồ ăn trong miệng vừa nói là biết liền rồi. Xin lỗi. Cái bánh mì. Thôi ráng chịu khó nhịn mấy chục phút nữa đi rồi ăn không sao nè. Nhưng mà tính ra bao lâu rồi là MTV không được gặp nhau? Thực ra là cũng mới gặp. Mấy giờ gặp? Để thu sản phẩm mới hay là làm sao? Chương trình khi, thành phố 18 giờ của nhà phát thanh đi chị. Rồi ba người gặp nhau mình có nhận ra nhau không vậy? Nhận ra chứ. Nhưng mà anh Tuấn thì có cái bụng nó tròn hơn chút. Anh Minh thì mi nhon lại được chút. Tại thực ra cũng hơi căng thẳng thiệt, bởi vì là lâu không ra đường mà. Tức là vừa mới đi tình nguyện viên được có khoảng 10 ngày thôi là khu chung cư bị phong tỏa. Trời ơi, 2 tuần trong nhà thì mình cũng quen đi rồi đó. Mỗi ngày vậy chỉ có đi ăn uống ngủ, tập thể dục, ăn uống ngủ tập thể dục. Trời ơi là nó bị ngố luôn. Thì thật sự hiểu cái cảm giác mà mọi người còn ở gần 2 tháng rồi đúng không? Không có gần 2 tháng nào, từ 30 tháng 4 lận anh. Cắn như bạch tiết vậy trơn. Vừa rồi mà em tham gia cái chương trình Sài Gòn 18 giờ đó. Đi ra đường á là cảm giác rất là hồi hộp. Tại vì bên nhà báo thanh niên gửi cho em một cái tờ giấy mà qua điện thoại thôi. Đi rất là hồi hộp là không biết là mình đi mình có bị dịnh hay không là một. Cái thứ hai nữa, khi mà trên đường về á, lúc 7 giờ mấy á, đường thì vắng. Tự nhiên cái cảm giác mình buồn ngủ nha. Buồn ngủ mà giống như là cái đồng hồ sinh học mình cứ ý bây giờ là 3 giờ sáng rồi nè. Tự nhiên buồn ngủ. Lâu quá rồi không ra đường, thấy đường thì vắng hết. Cái không gian này nọ, xong cảm giác như là 3 giờ sáng rồi là tự nhiên buồn ngủ. Có tay luôn. Dạo này ăn uống rồi sống rồi healthy quá, theo lịch trình 7-8 giờ tối là cảm thấy buồn ngủ hả? Tại cái không gian chị, đường xá bên ngoài không có ai hết á. Trời thì kiểu đó đã khuya lắm rồi, 3-4 giờ sáng rồi cho nên mới không có người vậy. Cảm giác của em là như vậy, làm cho mình cảm giác buồn ngủ luôn. Tuấn có buồn ngủ không Tuấn? Buồn ngủ thì không buồn ngủ, nhưng mà thấy cái cảm giác nó không biết diễn tả làm sao nữa. Nó kiểu như là bị cô độc á. Mình liên tưởng tới những cái phim mà mình xem á, mà những cái thành phố mà kiểu như nó bị dịch bệnh á, đúng như là cái thực tại của mình hiện tại bây giờ luôn. Một mình một xe mà đi tầm 7 giờ mấy thôi, nhưng mà ghê lắm. Buổi tối là có những đoạn là tắt đèn đường luôn đó. Cảm giác nó ghê thiệt. Tại vì mình thì hay đi diễn Viện Giải Chiến về buổi tối, nhiều khi cả 9-10 giờ đêm mới về đến nhà. Thì trời ơi, nguyên một con đường không có một ai hết, mà đèn tối thui tới thùi. Không nghĩ được là cái thành phố Sài Gòn phồn hoa đô hội, coi như rực rỡ sắc màu mà bây giờ nó lại như vậy. Cái hồi mà Kim Thanh vẫn còn tuần vô đài ngày để làm trực tiếp thành phố lên đèn đó, thì làm xong là 7 giờ rưỡi tối là mình đi về nhà. Là không phải là cái cảm giác giống như Vương là buồn ngủ, hay là cái cảm giác cô độc giống như là Tuấn, mà Thanh lại cảm giác là tội lỗi. Tức là tự nhiên một mình á, mình bon ở trên đường không có một ai, tự nhiên giống như không ai ngoài đường, mà mình chạy xe ngoài đường mình cảm giác mình có lỗi lắm á. Mình thấy mình bị sai khi mình chạy xe ngoài đường cái giờ đó, không thấy ai ngoại trừ là ở các chốt. Mắc cười nhất là cái bữa hôm đó đó, chị Quỳnh Hoa đó, chị nói là chị sẽ gửi cho mọi người cái giấy đi đường. Tại vì bản thân mình thì đi mỗi ngày, trên cái xe sẽ có cái tờ giấy, khi là mình là đội phản ứng nhanh rồi nọ, nhìn cũng oách lắm bộ. Nhưng mà đúng là hai bạn còn lại là bạn Tuấn, bạn Dương lâu quá bạn không ra đường, cho nên là một người kiểu cứ cuốn lên, hiểu không? Trời ơi, gà ơi, có giấy đi đường chưa, có giấy đi đường chưa? Trời ơi, cuốn bên này là 3-4 cái chốt rồi, biết sao mà ra nữa. Mà hai ông thiên nhau, trời ơi, mình rối não luôn. Tại chị Hoa chỉ gửi hơi trễ, 4 giờ tập trung mà, ở nhà Quán Niên mà 1 giờ 2 giờ còn chưa có giấy nữa sao á. Đúng rồi. Nhỏ em nó gào rú quá, chị ơi chị làm ơn. Chứ không có giấy đi rồi. Tiền đâu mà mình cái cảm giác mà trời ơi tôi chết rồi, tại sao thành phố mình bây giờ nó lại như vậy? Chỉ chạy xe ra đường thôi mà nó căng thẳng, nó stress đến như vậy. Ở trong nhà riết á chị, xong nhưng khi mà mình ra đường á thì mình cảm thấy giống như là mình được cái gì đó nó thoải mái á. Cái không khí nó dễ thở hơn. Từ nhà em đi qua nhà và khách thanh niên á là qua
cái đường Nguyễn Bình Khiêm thì bên cạnh là sở thú ha. Ừ. Em đi ngay chỗ đó tự nhiên cái không khí nó mát lạnh, cả cái mùi nữa cũng giống như là cảm giác mình đang ở trong một cái khu rừng vậy đó. Ừ. Nó sạch tới mức độ như vậy. Ừ. Cái cảm giác này coi như lâu lắm rồi mình mới có. Thực đúng rồi, cái mình em chạy trên giường thì nó sạch mà. Đúng rồi, rất là thích thú. Nhưng mà mang cảm giác hồi hộp rất là nhiều. Mình ra đường với lý do chính đáng lắm mà ta. Mà tại sao cái tim mình nó vẫn đập sình sịch. Thực ra thì mấy ngày này đi ra đường mình phải thận trọng. Thứ nhất là về cái việc là mình di chuyển nó phải hợp thức. Ừ, phải có lý do chính đáng. Rồi thứ hai là mình cũng phải né những cái chỗ mà có nhiều người nữa. Ví dụ như mình tới chốt thì mình nói với mấy bạn đứng chốt là mình cần đi làm chương trình như vậy ở đó đó. Nhưng mà mình cũng phải quan sát tại vì dịch này cái mức độ lây lan nó kinh khủng quá, với cái chủng mới bây giờ là nó chỉ lây nhiễm qua đường không khí không à. Trong không khí mà cách nhau 5 mét là nó vẫn còn trong phạm vi không được an toàn mà. Ừ. Cho nên là đi ra đường lúc nào cũng hồi hộp, bởi vì là mình đi xong rồi mình còn phải về nhà, rồi nhiều khi mình có những cái mình bất cẩn. Mặc dù mình biết là mình phải cần vệ sinh này kia cái nọ đó, nhưng mà đôi khi nó có những sơ suất. Bởi vì là chính những cái bác sĩ mà trong những cái trung tâm mà điều trị dịch mà họ còn mắc nữa mà. Chính người bác sĩ thì người ta phải biết được xử lý như thế nào. Những cái đó rất là kỹ càng, nhưng mà có khi là một cái sơ suất nhỏ xíu thôi mà bác sĩ mà họ còn dính nữa thì nói chi mình là người bình thường. Thì nó rất là nhiều cái xác suất để mà lây bệnh, cho nên là nói chung là phải rất là cẩn thận và ra đường rất là chính đáng thì mới ra đường. Ừ. Còn không thì thôi, đúng nên rồi. Ở nhà. Nhưng mà Tuấn lên mấy ký rồi? Lên ký thì không lên được bao nhiêu đâu Thám ơi, tại vì ở gì nhạy cảm, tại vì mặt thì gầy hơn nè, tại vì cảm từ bữa giờ mà không hết luôn á. Trời, cảm lâu rồi á. Mặt thì gầy hơn nhưng mà bụng thì bự hơn. Bụng thì nó mở hơn tí xíu thôi à. Bụng mở hơn xíu khoảng cỡ 2 size thôi. Có ai còn muối nào không? Em thì lại xuống ký Thám à. Ồ. Oh. Vương tập xuyên lắm, Vương tập mỗi ngày mà. Em là từ 64 bây giờ còn có 62 thôi. Trời ơi, 62 là ốm dữ lắm luôn á trời. Cái bữa mà đi chích ngừa á, bữa đó nói chung là cũng hồi hộp lắm á. Tại vì là cái chỗ chích ngừa rất là đông luôn á ta. Ừ. Đi tiêm chủng mà không có cẩn thận á, lại bị dính. Ừ. Giống như là bây giờ hiện tại ở gia đình của Tuấn là cái nhà bên trong, không phải là nhà Tuấn đang ở mà là nhà bên trong gần khu chợ lớn á. Ừ. Thì gia đình là có hai người đang phải chiến đấu với lại Covid á. Ừ. Hôm nay là cũng được tầm 9-10 ngày rồi. Nói chung là cái sức khỏe thì vẫn giữ được cái mức ổn định, cho nên là cũng đỡ lo. Tại vì là có đo cái mức oxy hàng ngày á, và phải tập thở thường xuyên rồi phơi nắng các thứ. Nhưng mà nói chung là rất căng thẳng, tại vì người lớn tuổi á. Nãy giờ mình nói chuyện với nhau là vui để cho mọi người giảm căng thẳng, mọi người thấy thoải mái, chứ về cái tình hình Covid thật ra không phải ở thành phố Hồ Chí Minh mà ở các nơi khác của nước mình hay là ở trên thế giới đều đang rất là phức tạp giống nhau hết. Tại vì cái Delta nó cực kỳ nguy hiểm, nó diễn tiến nhanh và nó quật rất là lẹ, và kể cả bây giờ người trẻ cũng mắc và cũng bị quật luôn chứ không phải là người lớn tuổi đâu nha. Cho nên đúng là rồi, mọi rồi. Người phải hết sức cẩn thận. Nghe mọi người nói như vậy thì Kim Thanh cũng mừng là phía mình cũng đã chích vaccine đầy đủ rồi đúng không? Dạ, yeah. Chích được mũi đầu rồi Táp. Ừ, thì nó cũng có kháng thể một chút rồi đó. Có Lê Minh nè, Lê Minh chưa chích là Táp. Chưa chích mà tình nguyện viên xong pha hết á. Anh Minh là anh bị nhịp tim không nó phải. Không có ổn định đó. Cái đó là lý do đó. Là tới giờ Minh vẫn chưa chích luôn hả Minh hả? Lúc mà lên khám sàng lọc á, bắt buộc phải khai báo là mình từng bị cái như thế nào nào. Tại vì trước đây là mình đã bị sốc phản vệ cấp độ 2 á, bị dính penicillin. Cho nên là đâu có được chích đâu. Họ nói là phải đưa vô bệnh viện. Tại vì cái đợt đó là chích ở trường học nào đó, ở ngay Nguyễn Khiêm. Đến bây giờ gần 20 ngày rồi vẫn chưa thấy được liên lạc lại. Đi diễn ở bên nhà văn hóa thanh niên nè. Chị Quỳnh Hoa, chị mát chứ bộ. Trời ơi em biết không, diễn ở bệnh viện giã chiến nào đó. Lê Minh nó cứ nhào vào. Mà ở trên là F0 không à. Nguyên một team ở dưới là phải kéo lại thấy mồ luôn. Ở trên là F0 mà thấy Lê Minh cứ nhào vô. Không phải, mình lại mở màn đó chứ, mình đâu có biết. Tại vì người ta sẽ có một cái giống như là cái rào chắn 40 vậy đó, khu vực nghệ sĩ và người bệnh. Lúc đầu vô cũng không ai dặn là cái vị trí của mình sẽ là phải đứng ở chỗ nào, cách cái hàng rào khoảng bao nhiêu. Đùng nhạc vô yêu đời vô một cái là bung lên vô nhảy tinh bừng khởi lửa luôn, mà đeo khẩu trang, đeo kính trắng rồi mặc đồ bảo hộ, mọi người nói kêu không có nghe, mà nhạc ầm nữa chứ, hết nửa bài rồi. Mà nói mày ơi đi xuống kia, không biết đâu, đi đâu ra đi, quăng cho nó mày lên xuống đi từ từ.
Nhưng mà Minh ơi, nói vui vui chứ Minh cẩn thận nghe chưa, chích mà đi làm tình nguyện viên toàn là những cái nơi phải nói là có F0 rất là nhiều, mình biết trước là như vậy cho nên phải cực kỳ cẩn thận. Bởi vậy mới nói là nếu mà mình chủ động á, và mình rất chuyên nghiệp trong vấn đề là khử khuẩn, xịt khử khuẩn, tại vì tất cả mọi người trong team ai cũng phải nắm điều đó đầu tiên. Tức là về đến nhà là phải thay đồ quần áo ra hết, giặt giũ, cho dù dơ hay sạch không biết cũng phải giặt. Đó, xịt mũi, khò muối, rồi tắm rửa này nọ sạch sẽ hết. Giả dụ nha, nếu mà mình có bị lỡ nó bám vô mũi, vô miệng của mình, vô cổ họng mình, trong vòng mấy tiếng đồng hồ nếu mà mình khò muối, mình xịt thật sạch, mình hỉ ra thật sạch thì vẫn ổn, không sao hết. Kiểu như mình lười lười cái mình quên, hoặc là bộ đồ mang về cái vắt đó là nguy cơ rất là cao, thực sự là vậy. Nói gì thì nói vẫn hết sức cẩn thận. Thực ra mà nói mình diễn ở môi trường bên ngoài trời á, chứ nếu như mà diễn bệnh viện chiến mà ở trong những cái room, những cái bô không gian kín, không gian kín là hơi mệt, là tiêu đó. Minh là ở một mình hay là ở với ai? Ở mình thì mới dám đi vậy chứ. Ừ, nhưng mà cũng phải cẩn thận nha, rồi còn thang máy, rồi những người ở trong cái khu của mình nữa, cho nên là tóm lại đúng là rồi. Đúng rồi. Lo cho mình rồi lo cho người cái, khác. Cái nữa. Nguy cơ của nó có thể đến bất cứ gọi là mọi nơi mà, cho nên là lúc nào mình cũng phải chủ động cho bản thân mình là vậy. Lúc nào mình cũng phải có sẵn bình xịt khuẩn, nước rửa tay, khẩu trang thay, găng tay ở trong ba lô hết, nào có sẵn mấy cái đồ đó. Về cái là xịt liền, xịt giày, xịt đồ đầy đủ hết. Nhưng mà giờ mình sâu sát vào đời sống của MTV chút xíu đi. Tình hình kinh tế này kia ổn định không? Không ổn lắm đâu ta. Trước khi mà nghỉ dịch á, thì MTV vớt vát được một cái dự án của nhạc game. Là anh Tuấn có biết cho nhạc game. Nên mấy anh em cũng sống sót được thêm một giai đoạn nữa. Đó, nhưng mà bây giờ tháng 9 là bắt đầu cái chương trình của nhóm đều là delay. Bây giờ không những delay mà chắc giờ hủy hết rồi. Những cái show mà họ đã gọi trước đây là bây giờ chắc là khó lòng để mà có thể open lại rồi. Tình hình rất là căng, ăn uống rồi sinh hoạt này nọ thứ. Cái gồng mình rất là mệt. Tuấn gồng tới đâu rồi Tuấn? Gồng quá mà nó lên một cục luôn đó Tám ơi. Mùa này thì người lớn thì mình dễ hơn, sao cũng được. Mình bớt lại những cái thói quen ăn uống hay là những cái sinh hoạt gì đó. Nói chung là cũng dễ dàng thôi, cũng phải chịu khó. Không sao, nhưng mà con nít á, nhiều khi có những cái món đồ ăn bình thường thôi mà nó ăn mà nó quen rồi á, rồi những cái loại nước thì nó uống này nọ các thứ á. Thí dụ như mà mùa dịch mình đâu có được đi mua thường xuyên đâu, thì cần lắm nhà gom lại một lần, thí dụ như hết đồ này hết đồ kia gom lại một lần mới ráng mà đi mua đồ. Cho nên là tụi nó thì con nít mà nó đâu có phải là nó được như mình đâu. Mình nhịn thì được nhưng mà trẻ con nó không nhịn được, khổ là khổ vậy á. Cho nên là vấn đề lương thực, đồ ăn, đồ uống, đồ dù là mình biết là cái mùa này giảm cái nguy cơ đi ra ngoài là điều cần thiết, đã tránh được rất là nhiều cái rủi ro xảy ra. Nhưng mà tình hình bắt buộc thì mình vẫn phải đi để mình mua đồ, là để cho tụi nhỏ. Nói chung là mùa này là những cái đồ mà cần thiết mình mua là đều dành cho tụi nhỏ là đa số, với lại thuốc men này nọ các thứ. Còn lương thực thì người lớn thì mình sao cũng được, mình ăn cái gì cũng được, không sao hết. Trước giãn cách luôn á, là xô bộ này nọ cũng giảm từ lúc đó rồi, chứ không phải là đợi đến bây giờ. Cho nên là tất cả mọi thứ đều phải gói ghém và chi tiêu hợp lý. Chứ mà không là mùa này là mệt lắm luôn á. Còn Vương thì sao, gồng thêm được bao lâu? Em cũng không biết nữa chị. Mới đóng tiền học cho hai đứa nhỏ, bắt đầu thấy cảm giác là bị móm móm rồi đó. Ủa giờ học gì? Con em là qua tuần học online nè. À vậy hả? Trong cái thời điểm này thì là mọi cái là đang co hẹp lại để mà sống thôi. Phải tính toán hết chứ không có thoải mái như trước nữa. Nói chung là mình vẫn còn ăn uống được là mình may mắn hơn rất là nhiều người rồi. Thực sự mà nói, ở trong cái mùa dịch này mình còn được sức khỏe, mình còn được những cái thứ đó là mình rất là may rồi. Bây giờ mình nói về Stay Strong Việt Nam đi. Cái dự án âm nhạc vì cộng đồng của MTV nè, cụ thể làm sao? Là do những ngày này rồi mình cảm xúc trước rất là nhiều vấn đề, hay là do Lê Minh đi làm tình nguyện viên rồi bắt đầu mình suy nghĩ tới cái dự án này? Cái dự án này thì là nó mang tính chất tự phát nhiều hơn chị. Có một đêm anh Minh ảnh chắc có lẽ khó ngủ hay sao. Không anh Minh. Cho nên là ảnh viết một cái bài, ảnh ngồi đánh guitar cái bài đó. Em mới kêu bài này ok nè anh, kêu Dân làm nhạc đi. Sau đó là anh mới đưa cho Dân làm nhạc. Bắt đầu anh mới đưa hết người này người kia, có chị Phương Nguyên, mà anh chị em nghệ sĩ cộng tác vô. Bắt đầu là mới ra cái bài này. Thực sự là nó mang tinh thần là chút gì đó lạc quan cho người nghe, làm sao để mà phấn đấu vượt qua cái giai đoạn khó khăn này.
chứ không, cũng không phải là một cái sự tính toán trước đó của nhóm hay là của anh Minh. Cái lý do lớn nhất á, có lẽ là nó xuất phát từ cái cảm xúc thôi. Vương nói cũng đúng, từ cái cảm xúc khi mà mình ở nhà một thời gian. Thực sự nha, đến bây giờ cái cảm giác mà mình cũng không hiểu tại sao hồi xưa mình sợ nên cái dịch bệnh đến như vậy. Trước đây á, năm 2020 á, Việt Nam mới vừa bùng dịch ở một vài nơi thôi, ví dụ như Đà Nẵng chẳng hạn. Khi đó là mình cũng bị rơi vào tình trạng là cả gia đình mình bay từ Đà Nẵng vô thành phố Hồ Chí Minh lại. Ngay đúng cái bữa mà Đà Nẵng bùng dịch, bắt đầu thông báo các thứ là phải lockdown này nọ thứ, là về nguyên một gia đình cũng như là rúng ró luôn. Mọi người như là chết rồi, mới ra sân bay về rồi, bây giờ không biết có sao hay không. Nói chung mỗi ngày đều dở điện thoại ra coi có phường hay là đội hay là công an hay là gì gọi điện vô để báo đi lên xét nghiệm không. Tức là những cái ngày tháng đó, cái sự hoảng loạn nó rất là lớn. Trong khi đó cái đợt đó thì thực sự Việt Nam mình control rất là dễ, bởi vì cái chủng nó không như bây giờ. Bây giờ mình thấy cái chuyện đó lại rất là bình thường, bởi vì là cả thế giới đều bị, xung quanh tất cả chúng ta ai cũng có thể là F0 hết. Cho nên điều quan trọng nhất mình phải giữ được cái tinh thần mình lúc nào cũng lạc quan, cái tinh thần lúc nào phải tích cực. Tại vì cái bệnh này tinh thần mình sụp một cái là nó đi rất nhanh. Mình đã thấy rất nhiều người bị như vậy rồi. Nhiều khi cái tâm của mình, cái bệnh nó chưa tới đến mức đó đâu. Nó giống như cảm cúm thôi, nhưng mà mình nghĩ tới cái chết không à. Điều mà nó tồi tệ nhất thì nó càng kéo mình xuống nhanh, bị rúng ró lại, không còn cái sự phấn đấu, cái tinh thần chiến đấu nữa. Cho nên mình mong muốn là đây là một cái bài hát mà để cho tất cả chúng ta, có thể là chúng ta sẽ cùng với lại cộng đồng của mình. Mình không phải nói là mọi người phải làm một cái gì đó, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng phải giữ một cái tinh thần thật là bình tĩnh, thật là lạc quan, thì những cái điều đó sẽ giúp chúng ta vượt qua cái đại dịch này. Nhưng mà quan trọng á là cái tình hình này rồi mọi người thu âm rồi sao? Tất cả là thu âm ở nhà hết mà. Phương là khám phá ra cái vụ trình bệnh. Anh biết không, em thu trong cái phòng bình thường. Nhặt nổi là cái micro của em á, mà để kết nối với iPhone á, là cái jack của nó bị hư mất tiêu rồi. À vậy đó hả. Cho nên là em không kết nối thu bằng cái micro được. Bắt buộc là em phải thu bằng cái micro của điện thoại. Trời. Thu bằng micro điện thoại mà để gần là nó sẽ bị vỡ tiếng. Cho nên là em phải để cái mic là phải xa một sải tay của em á. Khi mà em thu như vậy á thì nó lại lấy cái không gian phòng, nó không có cách âm cho nên là nó bị vang. Làm cái cách nào để mà cái nó hết vang được hay không? Bây giờ chỉ còn đúng một cách thôi. Em mới chui vô trong cái mền, em trùm mền lại. Giống như là xông hơi vậy đó. Em trùm mền lại, em chỉ cái tay ra sải tay. Thế là coi như hát thu xong cái bài đó là người em như tắm. Thú vị lắm. Stay strong Việt Nam, nhưng mà hát xong là Thiên Vương hết strong luôn. Không, tại vì cái kinh nghiệm của Vương với Dân đã được truyền cho tất cả nghệ sĩ trong cái bài hát này, cho đến tận những cái bé nhỏ nhỏ tham gia cái phần hát kết bài đó. Bé Cơm ở Hà Nội chẳng hạn, bé Ngỗng cũng vậy, tức là các bé đều phải chui vô trong chăn hát mà ngợp thở gần chết luôn. Thấy thương lắm, nhưng mà chỉ còn cách đó thôi. Tại vì âm thanh mà nó bị tạc âm quá là mix rất khó. Nhất là một cái bài hát mà gọi là hợp ca, nhiều giọng nữa, nó sẽ rất là khó khăn. Cho nên bắt buộc là đành phải dùng cái đó thôi. Còn Tuấn thì sao? Thu bằng sợi dây phone đó, tắt sợi dây tai nghe đó. Thì nói chung cũng may, những cái ngày giãn cách này thì không quá ồn. Khu này nó im lặng một cách đáng sợ luôn á. Cái tiếng mà xe cộ trên đường mà nó không còn nữa đó. Cái tiếng ồn, nó tiếng ồn mà hàng ngày mà nhiều nhất luôn á. Nó kéo dài nó không dứt á. Mà bây giờ mà xe cộ không lưu thông nữa là tự nhiên nó im lặng một cách đáng sợ luôn. Nói chung là mình tránh được những cái tạp âm đó, không phải trùm mền hay là không phải gì hết, nhưng mà khi mà thu xong rồi thì test âm thanh lại, mình nghe đi nghe lại, nếu mà cảm thấy ổn á thì bắt đầu gửi cái tiếng đó cho Dân. Còn nếu mà cảm thấy mà nó có vấn đề gì đó hoặc là nó bị dính cái tiếng gì đó thì lại thu lại. Mà nói chung là cũng may là nó ổn hết. Mọi người sẽ nghe thì sẽ biết bản chất thật đó là MTV hát live nó như thế nào. Tại hôm nay là có vuốt đồ master rồi ở phòng thu nó kỹ lắm. Còn cái đợt này là có làm sao nó ra làm vậy, đúng không? đúng rồi. Muốn vuốt muốn bẻ nó khó lắm. Mình không có chèn những cái hình ảnh nào mà quay clip đồ lên ha. Mình có được đi ra ngoài này, sao mình không có làm nhiệm vụ DOP rồi cho nó xịn sò hơn? Có chứ, nhưng mà tại vì cái đó là sẽ dành cho cái MV. Bây giờ thì mới chỉ ra cái audio thôi, sau rồi trong tuần này thì mọi người mới bắt đầu sản xuất MV. Bởi vì ekip của mình làm cùng thì thực sự mọi người rất bận, tại vì đều là những người nằm trong team tình nguyện viên á. Đinh Hà Nguyên Thư này, Trần Hành Trung, các bạn đều là những người tình nguyện viên cũng đi suốt à. Chưa kể các bạn còn làm những chương trình như là Bệnh viện Dã Chiến rồi Thành phố 18 giờ vân vân.
hầu như là mồi không có một cái thời gian nào, chỉ có 1-12 giờ đêm về bắt đầu mấy anh em mới lên mạng nói chuyện với nhau, bắt đầu bàn tính là nên làm gì, làm gì, làm gì. Rất là cực, thực sự là vậy. Mà nó vui. Minh á, thì dù sao á, là Minh cũng đi làm tình nguyện viên cho nên là ngày nào cũng đi. Căn bản á, là chỉ có cái thu nhập nó không có thôi, chứ mà cũng được đi ra ngoài. Minh được nuôi cơm nè. Mỗi tuần test Covid ở nhà Nguyễn Yên là sẽ được một bịch quà rất là to. Nhưng khi được tới 2-3 bịch lận. Ồ, vậy là kể như là cũng sống qua được con trăn này đúng không? Ừ, nói chung là cuộc sống nó cũng no đủ lắm mọi người ạ. Còn ví dụ như là Thanh bây giờ Thanh làm ở tại nhà thì thật sự ra là nó vất vả hơn đi làm rất là nhiều, bởi vì cái điều kiện giả chiến ở nhà thu âm thanh nó khó khăn, nó bị lỗi, giống như bây giờ chúng ta không biết một lát nữa có phải thu lại hay không, phải xin âm thanh rồi vuốt hậu kỳ rồi tất cả các kiểu, nó cực hơn rất là nhiều, mà không thể là phỏng vấn hết được tất cả mọi người, tại vì Thanh là chỉ có bạn bè Facebook với một số nghệ sĩ thôi, cho nên là những người mình biết rồi có hoạt động như thế nào thì mình mới kết nối để mình ghi âm qua cái hình thức trên mạng như thế này, nó khó hơn nhiều. Tính ra là một ngày của Thanh bây giờ là quay qua quay lại là thấy hết tuần liền luôn á. Trời, nó còn nhanh hơn ngày xưa. Ủa, nhanh dữ vậy ha, nhiều khi mình không có đếm ngày được luôn á. Như Tuấn với lại Vương ở nhà thì thấy thời gian trôi qua nhanh hay chậm, có gì làm nhiều không? Em không biết là hôm nay là thứ mấy luôn chị. Mình mất cái ý niệm về ngày tháng luôn. Em không biết là thứ mấy luôn, tại vì á buổi sáng em dậy ha, em thức dậy là 6 giờ sáng, xong rồi bắt đầu em tập, xong nhìn lại là thấy tới trưa ăn cơm rồi. Ăn cơm xong rồi bắt đầu là em nghỉ trường xíu, bắt đầu là đầu giờ chiều khoảng cỡ 3 giờ em tập, nhìn lại là thấy tối 6 rưỡi 7 giờ rồi. Thế là em tắm rửa là ăn cơm rồi, rồi lên chuồng ngủ, ngủ sáng vậy. Nó cứ vậy đó, xong rồi cuối cùng mình không biết là hôm nay thứ mấy luôn. Còn Tuấn? Ngày tháng thì nó bị lẫn lộn lắm, mình giống như là mình bị rơi vô cái trạng thái là hơi bị lãng đó. Coi như là không còn biết ngày giờ, nhiều khi cũng biết là bây giờ đang ăn cơm trưa hay ăn cơm chiều nữa đó. Chừng nào có mắt mình rượu là mình biết mình vừa ngủ là mình đi ngủ thôi, chứ mình không có phân biệt là cái múi giờ và cái thời gian nè. Ủa, nhưng mà bây giờ là mọi người ngủ đúng giờ hơn ngày xưa hay là thay đổi lịch sinh học? Đúng giờ hơn chứ. May mắn quá yeah. Vậy Thanh là bây giờ Thanh 3-4 giờ sáng ngủ xong trưa dậy rồi làm tới 3-4 giờ sáng. Bây giờ mình sống theo nhịp ở bên nước ngoài luôn rồi. Vậy là cũng là đúng giờ rồi. Nói ra thì thật sự là hơi buồn thiệt, nhưng mà phải nói lúc đầu á còn hăng hái cái chuyện là trôn nhau một tí cái vụ mà Tết nhất này nọ thứ ha. Riết tới giờ. Mình đang nhắc lại một cái vấn đề là chúng ta đang chuẩn bị bước sang tháng 9, là kể như là mình cũng gần tới Tết thiệt mà. Đúng rồi. Tết Tây. Còn có một quý nữa là chúng ta sang năm mới rồi đó. Hai năm qua là coi như chúng ta xé nhát đó. Dễ sợ thiệt trời. Thiệt ra khi mà nó là một cái tình hình chung của thế giới rồi thì mình biết là mọi thứ nó còn đang rất là phức tạp. Tất cả đều phải chờ vaccine. Khi mà có vaccine thì mình sẽ trở lại cái trạng thái gọi là bình thường mới, chứ không thể nào mà như bình thường như đúng hồi rồi. Trước Covid nữa. Bình thường mới. Nhưng mà Kim Thanh vẫn cảm thấy nha, kiểu gì thì mình cũng sẽ vượt qua sớm thôi. Tại mình thấy là tất cả các tuyến đầu, là từ ở trung ương tới địa phương cho tới tất cả người dân của chúng ta, chưa bao giờ Kim Thanh thấy là mọi người đoàn kết với nhau và giúp đỡ nhau đến như vậy. Thực ra là với cái tinh thần dân tộc của mình từ xưa tới giờ rồi, bình thường thì không nói gì, nhưng mà khi mà xảy ra một cái biến cố gì đó thì hầu như là cái sự đoàn kết nó lại quay trở về rất là chặt chẽ. Trong cái giai đoạn này thì tất nhiên là giữ vững tinh thần lạc quan, yêu đời và mong chóng là vượt qua được cái đại nạn này, và cũng mong được rằng là coi như sẽ có đầy đủ vaccine để mà mình có thể mình chích để mà miễn dịch cộng đồng sớm, thì nó sẽ trở về một bình thường mới sớm nhất. Mình thấy là cái đại dịch này nó làm cho tất cả mọi người gần nhau hơn rất nhiều. Giống như mình ở chung cư đi, thực sự ở đây bao nhiêu năm rồi, giao lưu với lại 1-2 hàng xóm là cùng, tại vì ở gần sát nhà nhau thôi, đi qua đi lại gặp nhau thôi, chứ còn hầu như là không gặp gỡ ai, không giao lưu với ai hết trơn á. Nhưng mà chỉ có vài tháng này thôi à, mọi người biết hết nhau rồi, quan tâm rồi, chia sẻ đồ ăn, thức uống, ai có cái gì cũng chia cho nhau hết. Đúng là một cái tình làng nghĩa xóm, giống như hồi xưa mình ở dưới quê chẳng hạn, giống như vậy á, người ta quan tâm tới nhau, người ta chia sẻ từng cái sợi chỉ, từng cái bó rau. Cái điều đó là cái điều mà rất là quý, không phải dân tộc nào cũng có được. Mình tự hào mình là người Việt Nam. Cái đại dịch này thì cái hậu quả của nó quá là tàn khốc, nhưng mà qua cái đại dịch thì nó cũng dạy cho mình rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ mình học được sau cái trận dịch này. Ai cũng có thời gian để mà suy ngẫm lại, để mà sống chậm lại. Với lại qua cái đại dịch này thì người ta cảm giác là còn nhiều thứ nó quan trọng hơn cái đồng tiền rất là nhiều.
Tại vì bình thường không có những cái chuyện mà nguy cấp nó ảnh hưởng tới tính mạng của nhiều người này nọ các thứ thì ai cũng lo kiếm tiền, lo làm sao để mà mình thu vén được nhiều. Nhưng mà qua cái đại dịch thì người ta biết là cái đồng tiền nó, cái giá trị nó không phải là ưu tiên hàng đầu. Và những cái đó thì hy vọng là mọi người sẽ luôn ghi nhớ cái điều đó, cho dù là sau này là dịch có hết đi nữa thì mọi người luôn giữ được cái tinh thần đó thì là cuộc đời nó đẹp hơn nhiều lắm. Và sau đây là mọi người hãy nghe lại bài hát Nếu Chỉ Sống Một Ngày sáng tác của anh Tuấn. Và bây giờ là lời cuối dành cho các thính giả, thì MTV muốn nhắn gửi gì nè? Xong rồi mình hát tặng bài hát chay tặng mọi người. Nó delay banh xác luôn á. Cứ thử xem. Thử đi, thử cho vui. Chắc có lẽ để em trước đi. Trong cái giai đoạn này tất nhiên là ai cũng mong chờ đó là vaccine. Nhưng mà cũng có một số người thì họ vẫn nghĩ rằng là cái vaccine là chỉ cần chích vô là hoàn toàn chống được virus, thì điều đó không phải. Cho nên là khi mà chúng ta tiêm được một mũi vaccine đầu tiên, rồi sau đó qua mũi thứ hai, thì sau mũi thứ hai 14 ngày thì lúc đó trong cơ thể chúng ta mới tạo ra được kháng thể để mà trung hòa được virus, chứ không phải là bảo vệ. Hiện tại chưa có một cái vaccine nào có một cái chứng chỉ là bảo vệ cơ thể khỏi virus cả, chỉ trung hòa thôi. Cho nên cái việc có thể người chích được vaccine, người đó không bị nhiễm, nhưng cái con virus đó nó vẫn bám vào trong cơ thể mình, và những người xung quanh mà chưa được chích á, nguy cơ lây lan vẫn rất cao. Cho nên là chúng ta vẫn phải làm sao để mà bảo vệ những người xung quanh bằng cách là thực hiện đúng 5K, tới khi mà có một cái sự miễn dịch cộng đồng hoàn chỉnh thì lúc đó chúng ta mới trở về cuộc sống bình thường mới. Hiện tại bây giờ là cái điều mà Tuấn mong mỏi lớn nhất thì là cũng chỉ là tất cả mọi người dân được tiêm đầy đủ vaccine để mà chúng ta sớm đạt được cái miễn dịch cộng đồng. Giai đoạn này thì mọi người cũng hết sức là cẩn thận, ngoại trừ những bạn mà có cái nhiệm vụ đi làm công việc những tình nguyện viên và những người ở tuyến đầu, thì chúng ta phải đảm bảo cho sức khỏe của chính mình, đỡ được cái nguy cơ lây lan thì chúng ta phải ý thức tránh bớt đi ra ngoài. Tuấn muốn chúc cho mọi người cùng với gia đình của mình là có thật nhiều sức khỏe và tinh thần lạc quan để cùng nhau đi qua cái mùa dịch này. Mình thì như ý kiến của Tuấn và Vương á, mình cũng xin được chúc tất cả mọi người chúng ta hãy luôn đề cao cái tinh thần chiến đấu trong mùa dịch này. Bởi vì bây giờ nó đã là điều hiển nhiên rồi. Quan trọng nhất chúng ta chuẩn bị sẵn hết cho mọi người. Ở nhà cần thuốc men, những cái vật dụng gì, cho dù mình chưa bị nha, mình chưa bị mắc, nhưng mà mình cũng phải chuẩn bị đầy đủ những thứ đó ở nhà. Lúc nào cũng có sẵn sàng xịt khuẩn nè, rồi nước rửa tay, vitamin C, thuốc ho, tất cả mọi thứ. Nhất là gia đình giống như MTV là nhà Vương, nhà Tuấn đều đông người, cho nên là phải chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nếu lỡ nó có xảy ra thì mình có cách để xử lý liền. Tại vì bây giờ chắc chắn chúng ta không thể nào dựa vào y tế nhiều nữa, chúng ta phải tự lực cánh sinh. Cái điều đó là cái điều quan trọng nhất. Bởi vì thực sự mà bây giờ các bạn nếu ra ngoài cách ly, đến một cái khu cách ly, thì cái sự chăm sóc cho bản thân nó sẽ không bằng chúng ta tự ở nhà chúng ta làm. Cho nên mọi người hãy cứ mạnh mẽ lên, kiên cường lên chiến đấu. Tại vì bản thân mình đã thấy rất nhiều người họ vẫn vượt qua được. Giống như gia đình của một người anh, cả gia đình 4 người đều F0 hết, nhưng mà mọi người vẫn vượt qua được. Thì cái đó là cái điều mà tất cả chúng ta đều phải tập đối diện với điều đó. Nó đến là mình có cách để mình xử lý thôi. Và quan trọng nhất là chúng ta không giấu bệnh. Mình đừng có co cụm ở trong nhà, mình bị rồi mình sợ người này người kia nói này nọ. Chuyện nó quá bình thường, bây giờ nó giống như là cái chuyện mình hít thở vậy đó. Cho nên không có gì phải giấu hết trơn. Mình bị thì mình nói mình bị để mà người ta có thể hỗ trợ, người ta giúp mình. Cái đó mới là điều quan trọng. Rồi, bây giờ MTV muốn hát chay tặng mọi người bài gì nè, có delay không nè, thử ơi. Nếu chỉ sống một ngày. Rồi. Rồi, ok, chơi thử nha. Nếu chỉ sống hết trong một ngày, yêu thương trong tôi sẽ dâng đầy, sẽ sống với trái tim đầy khát vọng, ước muốn gánh bớt bao buồn đau. Nếu chỉ sống hết trong một ngày, tin mang yêu thương cho mọi người, tin luôn yêu em như ngày mới yêu, tin cho nước mắt thôi ngừng rơi. Và tôi xin một ngày nắng xanh tung cánh diều, và tôi xin một ngày thế gian không buồn đau, và một ngày tình người sẽ chia
chung mái nhà. Và một ngày chẳng còn chiến tranh, không hận thù. Thời gian thôi đưa, chớp mắt cho hết một đời. Dành hơn thua, chớp mắt đã mất cuộc sống. Làm con chữ thân, chẳng phải kiếp sống thật nhiều. Tình yêu bao dung, sẽ mãi thật sống ước mơ. Những ước mơ nhiều mơ. Cái này mỗi người hát một đoạn solo nói tiếp nhau. Mạnh ai lấy lo vô, đó thằng ai lấy vô lo ba đó. Người là không được. Không, nói chung là mình phải thử mình mới biết là nó ghê tới cỡ nào, đúng không? Tóm lại á, là cho dù như thế nào thì cái file vừa rồi cũng đã phát cho các thính giả nghe, và đây là một cái kỷ niệm mà nó rất là khó quên. Trời ơi. Cảm ơn nhóm MTV rất là nhiều đã cho các thính giả một chương trình rất là thoải mái, nhưng mà thông qua đó chúng ta vẫn biết được là chúng ta phải nên làm gì trong giai đoạn này. Cảm ơn MTV nha.